Chương 1 khái quát cơ thể người. Tiết 2 cấu tạo cơ thể người. Một La mã cấu tạo. 1. Các phần cơ thể gồm 3 phần. Phần đầu. Phần thân gồm khoang ngực ngăn cách với khoang bụng bởi cơ hoành. Khoang ngực có tim, phổi. Khoang có dạ dày, gan, ruột non, ruột già, thận, bóng đái. Các chi, hai chân, hai tay. 2. Các hệ cơ quan. Hệ vận động, cơ và xương. Chức năng vận động và di chuyển. Hệ tiêu hóa, miệng, ống tiêu hóa, tuyến tiêu hóa. Chức năng, biến đổi thức ăn cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể. Hệ tuần hoàn, tim và hệ mạch. Chức năng, vận chuyển, trao đổi chất dinh dưỡng tới tế bào, mang chất thải CO2 từ tế bào tới cơ quan bài tiết. Hệ hô hấp, đường dẫn khí, phổi. Chức năng, thực hiện trao đổi khí oxy và khí carbonic giữa cơ thể và môi trường. Bài tiết, thận, ống dẫn nước tiểu và bóng đái, ống đái. Chức năng, lọc máu tạo nước tiểu. Hệ thần kinh, não, tủy, dây thần kinh, hạch thần kinh. Chức năng, điều hòa, điều khiển, phối hợp hoạt động của các cơ quan. Hai La mã, sự phối hợp hoạt động của các cơ quan. Các cơ quan trong cơ thể có sự phối hợp hoạt động với nhau,